Hàng trăm người theo dõi cảnh thử nghiệm vụ giết nam sinh chạy Grab. Khoảng hơn 70 phút thì hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab bài đã mô tả lại toàn bộ quá trình thuê xe và gây án như thế nào. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi cảnh thử nghiệm hiện trường ngày hôm nay. Sau khi bắt được hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab bài thì cảnh sát đã đưa họ đến bến xe Mỹ Đình để thực nghiệm lại hiện trường vào chiều ngày 1 tháng 10. Và tại đây thì hàng trăm người dân, trong đó thì có không ít tài xế Grab, vây quanh chứng kiến. Và trước cổng bến xe thì hai nghi phạm chỉ tái hiện cảnh ngồi trên vỉa hè, thỏa thuận gọi xe của nạn nhân Nguyễn Cao Sang. Sau đó thì hai nghi phạm cùng ngồi lên chiếc xe Exciter do Sang cầm lái, rời khỏi bến xe Mỹ Đình. Cuộc thực nghiệm diễn ra trong khoảng 10 phút. Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, là người ngồi ở giữa. Đinh Văn Trường, 19 tuổi, cùng quê ở Yên Bái, được đưa đến bãi đất vắng vẻ, không có nhà dân và cách bến xe Mỹ Đình khoảng 8 km. Dọc đường di chuyển thì Giáp có tạt qua một cửa hàng điện thoại gần đó để hỏi thăm lối vào nhà người bạn. Và tại khu đất trống thì công an đã trưng dụng một chiếc Exciter mô phỏng tang vật của vụ án và sử dụng người đóng thế cho nạn nhân Nguyễn Cao Sàng. Cảnh sát bắt buộc phải buộc dây vào tay hai nghi phạm và yêu cầu họ lần lượt tái diễn sự việc diễn ra đêm 26 tháng 9. Các vị trí liên quan đều được đánh dấu, đo đạc một cách tỉ mỉ và chính xác. Đinh Văn Giáp là nghi phạm đầu tiên tái hiện cảnh dùng dao tấn công nạn nhân. Tên cướp có tiền án lần lượt mô phỏng quá trình đâm tài xế như thế nào. Sau hơn khoảng 30 phút thì Đinh Văn Trường được cảnh sát dẫn giải đến quá trình thực nghiệm. Và đến bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương thì Trường bảo mấy tài xế trở ra quán nước ngồi đợi, nhưng xe Exciter chết máy. Giáp liền xin khất tiền xe nên bị tài xế mắng chửi, giật túi đeo ở người và ném xuống đất. Và khi nạn nhân cúi người chỉnh lại nút đề xe máy Exciter thì Giáp bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân. Hai nghi phạm khai rằng sau khi gây án, chúng cướp chiếc xe của nạn nhân rồi bỏ trốn về huyện Văn Chấn, Yên Bái. Và trong tối ngày 30 tháng 9, cảnh sát đã bắt được hai tên cướp rồi di lý về Hà Nội ngay trong đêm. Tối ngày 26 tháng 9 thì tài xế Grab ai Nguyễn Cao Sàng chạy Exciter màu xanh chở hai thanh niên bắt xe không có ứng dụng Grab và đi từ bến xe Mỹ Đình đến phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và trước khi chở khách thì Sang đã chụp ảnh hai vị khách rồi gửi cho bạn cùng phòng kèm với tin nhắn: có gì thì báo công an nhé, tí chở hai người này lên Cổ Nhuế. Và đến tối ngày 28 tháng 9 thì thi thể của Sang được phát hiện tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương cách cầu Thăng Long khoảng 2 cây số, và trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương. Xe máy và điện thoại của nạn nhân đã không còn ở hiện trường. Vụ tài xế Grab bài bị sát hại, đến con nít đọc lời khai cũng thấy mâu thuẫn. Giết chết người ta rồi nói gì thì nói gì chẳng được. Và làm gì có chuyện hết tiền xin thiếu vài hôm ở đây, một độc giả chia sẻ sự bức xúc của mình. Ngày 30 tháng 9 thì cảnh sát đã lấy khai của hai nghi phạm Đinh Văn Giáp, 24 tuổi và Đinh Văn Trường, 19 tuổi, cùng quê ở Yên Bái, liên quan đến vụ án giết tài xế Grab bài để cướp tài sản. Và trong suốt quá trình thẩm vấn thì cả hai không thừa nhận đã lên kế hoạch giết tài xế Grab bài cướp tài sản ở trước đó. Rất nhiều độc giả đã chia sẻ sự bức xúc của mình và đặt ra một loạt các nghi vấn trước lời khai của hai đối tượng này. Sự việc chỉ có 3 người mới hiểu rõ nhất. Ngày 1 tháng 10, tức là sau 5 ngày xảy ra vụ án cực kỳ nghiêm trọng, thì cả nghìn độc giả đã gửi bình luận bày tỏ sự thương tiếc với nạn nhân Nguyễn Cao Sàng, lái xe Grab bài bị hai kẻ giết người trong đêm tối, và họ cũng chỉ ra những lời khai mâu thuẫn của kẻ thủ ác. Một bình luận của độc giả nhận được hàng trăm nghìn lượt đồng tình khi cho rằng có quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Giáp và Trường, vì độc giả này đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải được làm rõ trong vụ án. Con nít và Đào cũng thấy mâu thuẫn. Sự việc chỉ giờ chỉ có 3 người hiểu rõ nhất, nhưng em Sang đã mất rồi, trong khi nhóm nghi phạm lại đi chung và có thể bàn bạc lời khai với nhau. Nhiều điểm quá phi lý, như là tại sao lại là bãi đất trống mà không phải là khu dân cư. Tranh cãi tiền nong mà giết người nhà ta thì nghe không thỏa đáng. Sang rõ ràng là bị chúng khống chế, đoạt mạng và lôi đi ra bãi đất hoang vì độc giả bức xúc và mong muốn công an sớm làm rõ vụ việc. Và cùng quan điểm với độc giả trên thì một độc giả khác cho rằng cả hai nghi phạm đã đi cùng nhau và thông đồng lời khai với cơ quan cảnh sát điều tra. Giết chết người ta rồi thì giờ mà nói gì chẳng được,
Và làm gì có chuyện hết tiền xin thiếu vài hôm ở đây. Một em sinh viên làm gì mà dám chống lại hai thằng giang hồ, mà dám giựt túi sách và vứt đi. Và tình tiết tăng nặng khai báo không thành gần, thứ này cho đi gặp Diêm Vương càng sớm càng tốt, độc giả chia sẻ sự bức xúc của mình. Và sau vụ việc thì một độc giả cũng có lời khuyên đến những người chạy xe ôm công nghệ với bình luận: tài khoản đặt Grab thì luôn có số điện thoại mà, còn hình chỉ cần Grab quy định bắt buộc là được. Dù được đặt hộ xe thì người đi cũng có quan hệ nhất định với người đặt xe, và hạn chế đón xe khách ngoài hệ thống các anh em ạ. Một bạn cho rằng đây là bài học cho các tên hung thủ có ý định cướp xe Grab sẽ phải chun bước vì không dễ ăn như là bọn chúng ảo tưởng. Hai tên này có nằm mơ cũng không ngờ rằng bị chụp hình lại và bị công an tóm nhanh đến như vậy. Theo tôi thì từ nay các tài xế Grab cũng nên chụp hình những khách hàng mà mình cảm thấy có vấn đề kiểu này, và nếu xảy ra sự cố thì cũng nên nói cho chúng biết là đã bị chụp hình rồi gửi cho người thân để bọn chúng khỏi manh động. Một độc giả đưa ra lời khuyên với các anh em chạy Grab bài. Cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Rất nhiều độc giả sau khi đọc bài viết về quá trình thẩm vấn đối với hai nghi phạm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường cho rằng cần phải loại bỏ hai kẻ thù ác này khỏi xã hội, cần nên áp dụng những điều khoản nặng nhất và không nên hoan hồng đối với chúng. Và cùng quan điểm trên thì một chủ tài khoản khác cũng bày tỏ ý kiến hai nghi phạm đã phạm tội có tổ chức, hai hành vi giết người và cướp tài sản thì nên y án tử hình. Tôi nghĩ rằng hai tên này đã bàn bạc với nhau từ trước để đưa ra lời khai nhằm thoát khỏi án tội phạm có tổ chức, lên kế hoạch trước và theo nhóm và cướp của. Và hai tình tiết này nếu kết hợp với án giết người thì tỷ lệ tử hình sẽ lên đến là 100%. Có ai đi ăn trộm mà nói cho người ta biết đâu. Và tôi nghĩ rằng hai tên này không có nghề nghiệp lại ăn chơi hút trích. Chúng đã có ý đồ giết người cướp tài sản rồi nên đặt xe nạn nhân chạy Grab rồi ra tay sát hại, lấy xe lấy tiền của anh chàng kia. Mong cơ quan chức năng hãy xử lý chúng thật nặng. Một ông già bày tỏ sự quan điểm của mình. Người nhà nam sinh chạy Grab bị sát hại bức xúc trước lời khai vô lý của nghi phạm. Em tôi bị đâm 5 nhát chí mạng, không phải vì cãi nhau vì mấy chục ngàn tiền xe ôm. Người thân gia đình nạn nhân Nguyễn Cao Sang lên tiếng trước lời khai của hai nghi phạm tại cơ quan công an. Liên quan đến vụ án nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội ngày 30 tháng 9, thì công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt được hai nghi phạm gây án. Và bước đầu thì cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Danh tính hai đối tượng này chính là Đinh Văn Giáp, sinh năm 1995, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, và Đinh Văn Trường, sinh năm 2000, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn. Anh Phùng Văn Tấn, sinh năm 1985, là anh của nạn nhân Sang, cho biết lời khai của hai nghi phạm này tại cơ quan công an có nói đến việc cãi nhau xong thì hai đối tượng đâm chết Sang rồi lấy chiếc xe Exciter bỏ chạy, chứ không phải là có ý định giết người cướp tài sản. Và đây là lời khai mà các đối tượng này muốn làm giảm nhẹ hành vi man dợ của chúng mà thôi. Tôi và gia đình được cơ quan khám nghiệm pháp y cho em trai thông báo có đến 7 vết đâm, thì 5 vết đâm rất là nặng và chí mạng. Đây là cố tình đâm cho em tôi tử vong, chứ không phải đâm vì cãi nhau mấy chục ngàn tiền xe ôm. Gia đình tôi không bao giờ tin lời khai đó là sự thật. Và sự tình như thế nào thì chúng tôi sẽ chờ công an làm rõ, anh Tấn chia sẻ. Và theo người thân của nạn nhân thì từ ngày biết tin và đón Sang về quê an táng, gia đình đã vô cùng đau xót. Mẹ và chị gái của Sang mỗi lần nhìn di ảnh của em lại khóc vì trải qua nỗi đau quá lớn. Hiện vụ việc thì vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.